Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình là BOCG đây. Thì hôm nay vì một cái lý do vùng què đó thì cái máy mình nó mất hết tất cả các thứ ở trên màn hình luôn. Nó chỉ còn mỗi cái còn một blitz gần với mấy đứa này thôi. Thì nó mất hết skill, nó mất hết các bạn bảo trợ, nó mất hết cách mua đồ rồi, nó mất hết tất cả luôn. Mất cái hết cái quân gì mất cũng mất rồi các anh em à. Giờ mình không biết cái giảm thời gian hồi chiều của mình là nó bao nhiêu luôn đậu nè. Đậu xanh á, cái này bị lỗi chắc luôn anh em ơi. Mình không thấy cái minimap để mình bấm cái tele luôn mà. Đậu đi. Rồi giờ mình chơi luôn anh em ơi. Chơi luôn, cần éo gì tất cả, mình chỉ cần mua đồ thôi. Ấy, mình có 7 mua đồ là mình mừng rồi. Mình vẫn mua đồ được là mình mừng rồi. Mình không có cần gì nhiều. Mình cần mua đồ thôi. Mày tuổi con tôm. Ấy, tóc biến liền mà anh ấy ơi. Anh em thấy giờ chỉ cần mình tập trung thôi. Chỉ cần mình tập trung vào cái việc chuyện mình đang làm thôi là mình sẽ làm được. Em biết khi nào hồi chiêu. Mình không biết khi nào mình có chiêu để mình xài tiếp luôn. Tại vì nó thật là vãi lòng. Đậu. Mình giờ mình kéo bừa anh em ơi, giờ mình không biết chiêu mình hồi khi nào không? Mình đón lại nó hồi nè. Đón lại nó hồi rồi đó. Mày tủ con tôm. Chưa hồi. Hồi nè. Chưa đón skill luôn, quên. Quên. Giờ mình không biết mình đã đón skill E không? Rồi ok, đã đón rồi. Tụi nó chưa đón bị lỗi thì cái này mệt lắm nên là không đón skill được. Lướt đi. Mày tủ con tôm nè. Hay quá em ơi. Tóc biến nè. Còn tóc biến được. Hên quá. Oh yeah. Công nhận chơi cái map kiểu này thật là vãi lòng thật anh em à. Mình không biết mình đang làm cái quần gì luôn. Đó sẽ tê lê qua đây nè. Mày Ghê chưa. Tuổi con tơ. Lúc e trời ơi, đậu đen đó. Rồi được rồi anh ơi. Thấy anh em thấy mình chưa anh em? Không cần minimap vẫn kiếu hay như thường. Mình không biết mình giết được bao nhiêu bạn. Mình không có bật tép luôn nha anh em ơi, mình không có bật tép lên được luôn. Blitz UA God kìa. Nó khiến mình đậu mé, con này mình chơi hay vãi lên luôn. Thấy không? Mình chỉ cần tập trung vào là mình trở thành thần thánh. Ủa đồ, ấy đồ. Đây. Ôi mày à. Mày chặn được hiểu luôn. Đậu đen đó. Mình sẽ lên cái quần này nè. À. Để mình boost lên đây mà tại cái dòng này là mình phải kéo lên để mình tele luôn, mình phải kéo lên để mình tele là mình không có minimap để mình bấm luôn anh em ơi. Rất là khó chịu luôn, phải xích thiệt. Rồi lên. Chơi nó man. Chạy đâu man. Oh yeah. Tụi con tôm. Yeah, đúng rồi man, chạy đi, đúng rồi. Chạy. Đậu xanh. Xui vãi đái luôn. Nah. Sorry again. No problem. Mình không có sao ở đây mà mình giết mẹ này mình vui rồi. So fun. Ôi lo mày rụt bạn tao mày rụt chết mẹ nó chết mẹ nó. Ú. À mày chết rồi. Mình tưởng nó e. Mày điên. What the fuck. Vãi cái đái này các em ơi. Không biết mình vẫn chưa thử mình đánh tiền nó có mình đâm lính nó có kiếm tiền hay không nữa. Rồi anh em có thử. Rất hay là vẫn hiện em. Rất là mừng khi vẫn còn hiện. Thật sự là mình không có biết giảm thời gian hồi chiều của mình nó ra sao quá. Nên sao mình chơi đấy. Đậu xanh á. Đòi hỏi kỹ năng kinh nghiệm kéo. Tính thôi. Từ anh em ơi. Mày Hấp diêm liền. Ôi dồi. Chơi nó mẹ. Kéo. Mình không biết chiêu nó hồi ra sao. Sao kéo. Mình kéo một giây sau nó mới kéo luôn đậu đen nữa.
chết rồi. Ôi. Ôi. Ôi anh ơi rồi, anh lại ngu rồi. Hay quá, nice sư. Về đây. Ui. Em giỡn. Hay quá, anh hay quá. Trời ơi, đậu xanh á. Trời ơi, đậu xanh nó băng trụ. Wow. Ok, giờ mình sẽ lên sức mạnh phép thuật nha anh em ơi. Full sức mạnh phép thuật luôn. Ok, cái giày này giày khiên không phép luôn, không cần gì nữa. Lên nào. Đậu đen, đậu xanh, đậu muống luôn. Lên. Mình không cần biết là mình cần gì hết. Mình có tele nè, mình phải bấm vô trụ rồi mình mới tele được. Đậu xanh đó, khổ được chưa. Rồi xong vô. Mày lại. Mày cứ chết hay không? Mày chết hay không? Man. Ồ anh em ơi. Giờ mình có một vấn đề rất là quan trọng là mình đều biết cái này là nó để. Ồ mình biết rồi. Nó để ở vị trí số 1 đúng rồi. Ok. Ok. Cái quần này nó sẽ ở vị trí số 1. Ok, cái này là ở vị trí số 1 nè. Là mình bấm số 1 là nó vẫn có thể xài được. Mày lại điên rồi. Rồi lalo. Mình không biết tên mình nó ra sao hết. Tại vì mình không biết tên mình có con gì luôn mà. Không biết tên mình có cái con gì luôn mà. Phải đái. Wow. Oh shit. Mình chơi không biết là mấy phút rồi mà giờ mình mới nhận ra là tên nó có Nezot. What the fuck. Phải cái đái. Ok anh em, đợi tí nha. Ok anh em, thì mình đã quay trở lại đây. Thì mình vừa mới gặp một số trục trặc rồi. Mình đã quay trở lại với cái map thật là bự vãi lòng này đây anh em ơi. Vãi xích thiệt. Mày lên đây. Ồ mày. Đợt. Quýt E cho bố mày nè. Rồi về anh em ơi. Mình không biết cây đe của mình nó ra sao rồi. Nên mình cũng không có tự tin cho lắm. Cái lá được chơi không man, ôi em xin lỗi. Oh shit lại đây man, sắp đeo rồi vãi đái được chưa. Ok mình mua cái mũ phù thủy luôn em ơi, chơi là phải khô máu. Lần chơi thế thôi em ơi, giờ thật sự là mình không biết team nó là có con gì á, thề luôn. Ồ có Nezot nè, mình biết là có con Nezot rồi mà mình biết có con Galio rồi, con Gragas với Sen nữa. Mày lại xong rồi cái đợt mày gặp tay là mình xong rồi man. Ồ chú nha. Mình không hiểu tại sao mà mình mất hết cái bản đồ của mình luôn, nhìn rất là khó chịu. Mình ước gì thôi, là ước gì nó chỉ chừa lại cái bản đồ cho mình thôi. Mình ước gì nó chỉ chừa lại cái bản đồ để cho mình chơi thôi mà nó không chừa lại cái bản đồ luôn. Băng chủ quá là hay. Ok. Mày bị điên. Đúng mà bị điên rồi. Trời con cóc mà nó hấp diêm rồi, đậu xanh đó. Rồi mày xong rồi. Mày đụng nhầm tém rồi. Mày đụng nhầm tém rồi cu. Đậu xanh, mày đậu đen, mày đậu phụ, mày đậu hồng, đậu dế luôn.
Rồi, chúng mày đã xong chưa? Mình bé phải xích luôn em ơi. Thật sự luôn, mình không biết cây đe mình rất ra bao nhiêu rồi, nhưng mà mình thấy mình bé phải. Mày lại bị điên. Mày lại bị điên. Ủa, em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh ơi. Anh ơi, anh ơi giúp. 10 tuổi con tôm. Chết mẹ. Thôi mình về. Thôi em về đây mấy anh ơi, em về đây, bye bye. Nó không hiện cái khung biến về luôn, chết mẹ rồi. Nó không hiện cái khung biến về nên mình không biết khi nào nó sẽ biến về được á. Rất là nguy hiểm luôn, đậu đen đó. Khó chịu rồi. Mắc khó chịu luôn, mình không bấm tab được luôn mà. Mình không có bấm tab được để xem cái tình hình team mình nó ra sao rồi. Mình chỉ có chơi một mình thôi. Kiểu này. Trời, nó chạy về bãi xích thiệt. What the fuck man. Mày điên nè. Eon kill sprint rồi. Rất là phê luôn. Mình đã giết ba bạn liên tục rồi. Đấy, đấm hoài luôn anh em ơi. Đây, mình lên đây nào, Mất cái dép vô, mất dép vô. What the fuck. Vãi cả đấy. Nó mạnh vãi cả đấy luôn. Ôi, mình gọi rồi, giết được Nezus rồi là ăn rồi. Xem tóc tuổi con tí tóc nè. Để lên đem xem nó quýnh nhanh vậy ta. Ồ, nó quýnh kìa, nó lên đem thử rồi. Wow, rất là mạnh luôn. Wow, nice team mình. Mặc dù mình đánh là như xích, mình thề là mình vẫn đang xanh. Mình thề luôn là mình vẫn đang dương mạng. Mình vẫn đang rất là xanh, nhưng mà mình không biết mình xanh cỡ nào thôi. Mình thề là mình vẫn dương mạng mà. Mình dịch chuyển lên dung nhớ mấy tụi này cho vui thôi. Có mấy tụi này đi không cần lính luôn á trời. Giờ mỗi lần ấy là mình phải đậu xanh, là mình phải kéo con chuột quá mệt phải lòng luôn. À, này nó điên à. Úi dồi ôi, anh ơi em xin lỗi. Nó level 16 luôn em ơi. What the. Wow. Đang mạnh với cha. Mạnh với ba. Ghê với mày. Đậu đen mà đánh ghê đó. Đậu xanh đó. Mình không biết khi nào mình hồi sinh ra luôn mà anh em ơi. Mình không biết khi nào mình sẽ hồi sinh ra khỏi căn nhà này luôn. Giờ mới hồi này. Đánh rất là khó chịu luôn, thề luôn. Cái kiểu này đánh mắt khó chịu luôn. Ok, lên giúp team thôi. Anh rất là anh đang bị lộ rồi. Mình mới level 13 thôi, phải lòng. À ha, Ari. Tóc biến, hắc não liền man, tóc biến tụi con tôm được tóc biến nha. Đậu xanh mày. À, giết nó này. Khổ xem tới là mình kêu chúng là mình chết rồi. Ôi, khi giết không vô rồi. Ôi, chết mẹ nó luôn. Hay. Nghĩ hay đó. Ôi, xong. Hay rồi. Không hay rồi. Nói đứa này nè. Về đi. Về đi, man. Đúng rồi. Về đi, man. Hay. Wow. Nice. Vãi cái đái này. Thanh niên chạy được luôn rồi. Vãi xích thì con em của thanh niên chạy được luôn. Vãi lòng. Unbelievable luôn. Ôi, anh em mít này anh em ơi. Anh em ơi. Anh em có thể về nhà và đếp mít giùm mình được không? Ờ. Em xin lỗi. Đồng mê. Em xin lỗi. Em xin lỗi mấy anh. Mày lại đi rồi. Mày lại. Nó solo chủ rồi, mình điên rồi. Mày tẩu. Chơi. What the fuck.
cà lái thiệt. Trời ơi, đổ miếng nó mạnh kìa. Ok, mình sẽ tiếp tục lên móc vé anh em ơi. Mình sẽ lên cái đồng hồ cát này. Đồng hồ cát thôi. Đầu đi nó tên nó mạnh vãi đá luôn. Tên mình đâu rồi? Tên mình đang solo sư dễ, còn mấy đứa kia đâu rồi? Mấy tiền nó mệt luôn anh em ơi. Ở đây rồi, đây rồi. Ồ, chết rồi ông ơi. Ông ơi. Ông ơi, chết ông rồi. Chơi nó. Mày xí xí hi 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 hi. Mình xuống giết, còn mình xuống mình câu vờn này. Mình là thằng này nó chạy thôi chứ phải nói là vãi đá luôn. Ok, mình xuống quốc luôn, mình xuống quốc luôn. Bê chủ, bê chủ lê, bê chủ lê. Ok 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 ok. Bê chủ, bê chủ, bê chủ, bê chủ, bê chủ. Yeah 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 yeah. Bê luôn man. Tên mình đâu rồi? Chưa thua mà. Mấy chủ luôn, mấy chủ luôn. Mày đi. Nó quay trâu à. Ở là mắt không phép mà anh em, nhìn đồ là biết rồi. What? Anh em dịch chuyển lên nhưng mà thấy tên nó đậu xanh lực vãi lòng luôn nè. Ồ, hay quá, nice. Thế nên mày chạy đường trí vả luôn, thờ luôn. Phải đá đi. Mình không biết khi nào mình sẽ hồi sinh ra. Không biết khi nào mình sẽ... Ôi, wow, wow. Wow. Đậu đen nó đánh vãi sức thiệt. Ồ, cái gì một quy má. Má ơi mẹ, mẹ ơi, lên chơi tôi giết đi mẹ ơi. Trời đó. What the fuck. Ôi dồi. Ôi đầu vàng anh em ơi. Đầu vàng đi em ơi. Anh em ơi. Trời ơi. Vãi cà đái. Unbelievable luôn. Mình tính ghi cái từ đó nhưng mà từ đó dài quá mình không biết ghi. Rồi GG. Ok thì video này là kết thúc rồi. Thì nếu anh em thích video này thì hãy nhớ cho mình một like, một share và hãy ủng hộ mình bằng cách subscribe anh em ơi. Vì 50k subscribe thì mình sẽ lộ mặt nha. Tạm biệt anh em, về hẹn gặp lại vào video lần sau. Bye.